Thưa quý vị và các bạn, trong quan niệm dân gian của nhiều dân tộc, hình tượng người mẹ luôn chiếm một vị trí cao cả. Từ xưa đến nay đã lưu truyền biết bao sự tích về những người mẹ với lòng thương bao la như biển lớn. Từ đó, dân gian đã nghĩ ra nhiều cách hình dung về mẹ và phong tục thờ cúng người mẹ vĩ đại cũng đã dần được hình thành. Người Việt có đạo thờ mẫu, người Hoa thờ thánh Quán Thế Âm Bồ Tát. Các dân tộc thiểu số trên đất nước ta có tục thờ cúng mẹ lúa, mẹ đất, mẹ nước. Nhưng riêng có một người mẹ được nhiều dân tộc như Kinh, Hoa, Chăm cùng chung tín ngưỡng thờ cúng, đó là bà mẹ xứ Sở, người Việt gọi là Thiên Yana, còn người Chăm gọi là Vô Y Nương Nương Cần. Tín ngưỡng thờ nữ thần Po Inu Nu Kành được người Chăm tương truyền rằng Po Inu Nu Kành được trời sai xuống trần gian để tạo ra quả đất, sáng tạo ra vạn vật, dạy dân làm nhà, trồng lúa, dệt vải và vun đắp tình cảm yêu thương cho con người. Di tích gần gũi nhất của mẹ Thiên Y đối với bà con ở Bình Thuận có lẽ là Thiên Y Cổ Miếu, tọa lạc trên vùng đất làng Bình Thủy, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Nằm giữa một vùng cỏ cây xanh biếc, di tích cổ miếu Thiên Y hiện nay đã được sửa sang tôn tạo, khí thế uy nghiêm. Nhưng ta cũng có thể nhìn thấy những nét tang thương còn vương lại trên cổng chính của ngôi miếu cổ. Đây là kiến trúc cổ xưa nhất còn tồn tại gắn với ngôi miếu đầy huyền thoại này. Trong miếu vẫn còn lưu giữ lại bức cổ tự được viết bằng chữ Hán, ghi lại nội dung sự tích về thần. Bức cổ tự này được lập vào ngày đầu thu năm Canh Ngọ, Tự Đức năm thứ năm, do quan Hương Lộ Từ Khanh Lãnh, bố chánh tỉnh Bình Thuận Trần Điển ghi chép và quan Tri Phủ Hòa Đà Trần Tấn bổ chú thêm. Trong nội dung nêu rõ sự tích hình thành của ngôi miếu tự này như sau. Bình Thuận là vùng đất được thần lựa chọn. Tại vùng đất này, ở phía đông tỉnh thành, nơi các quan cai trị, có chỗ dân ở. Nơi đây thường có miếu rất linh, núi sông kỳ xảo, xinh đẹp lạ thường, cỏ cây xanh biếc, hòa thành khu rậm rạp. Có thể đến đó bằng đường bộ rải đá hoặc bằng ghe thuyền. Vùng đất cũng như miếu này đã linh thiêng từ lâu vậy. Tương truyền vị Thiên Y Hương Thần này cởi gió vờn mây, diệu ảo khó lường biết được. Trong vùng đất rộng rãi được hưởng phúc trời này, có chùa mới tạo lập, khắc vào đá là Tối Tự, có nghĩa là chùa cao trọng hơn cả, chùa ở gần sông. Một hôm trên sông trôi đến một cây gỗ, mùi thơm tỏa khắp vùng. Sư Tăng không thể chuyển cây gỗ thơm ấy lên chùa được, phải để trôi tấp vào khu vườn hoang đó. Ngay sau đó xảy ra tai họa, chư Tăng cho đó là điều bất thường đáng sợ. Nước lũ đến, cây gỗ lại theo nước lũ ấy trôi tấp vào gò đất của thôn Bình Thủy. Sáng sớm ở thôn gần đó có thần giáng lời rằng thần muốn trấn linh ở đó. Huỳnh Dung là người trong thôn đến xem, thấy cây gỗ cứng và đen lạ thường, quả là thần vật lưu lại, bèn cho dân lập đền thờ phượng. Người Thanh ở Trung Hoa thấy vật quý sinh lòng tham, bèn lễ vật xin thần, lấy trầm hương cắt thành ba đoạn, rồi lấy hai đoạn trở về Bắc. Đến giữa dòng, sóng to nổi dữ, thuyền phải quay lại. Người Thanh truyền kín với nhau, nếu hôm nay chưa lấy được trầm hương về Bắc, đợi sóng êm biển lặng sẽ lấy trầm hương về nộp. Đêm ấy thần nhân báo mộng, hôm nay người Thanh lấy cắp trầm hương không đặng, ắt về sau sẽ tìm kế chiếm đoạt, phải hóa thành vật khác thôi. Sáng ngày sau, xem lại trầm hương hoàn toàn thành đá, lại có một tảng đá xanh có chữ viết Thiên Y là thần của dân, phải lập miếu thờ. Nhưng có đá, liền tạc tượng thần chính giữa, hai bên tả hữu có tượng tôn thần, con trai bà, và nữ thần, con gái bà, và tượng Tiều Lão Phu Thê. Trên bệ đặt trầm hương, đã hóa đá mà thờ, lễ cúng không dứt. Từ đó thần khí thường thường báo ứng ngày càng rõ ràng. Nếu có người bệnh nặng cần đến thần, xin đá ấy về mài trị bệnh liền hết ngay. Chưa thấy không linh ứng bao giờ, tộc họ Huỳnh là tộc họ lớn nhất đến nay, còn cháu họ Huỳnh vẫn tiếp nối làm tự giữ miếu để lo hương khói.
bản triều từng ban tặng danh hiệu Hoàng Huệ Phổ Tuế Cảm Diệu Thông Mật Tướng Trang Huy Vương Thượng Đẳng Thần. Nhưng mà đối với miếu này, đối với tôi á, thì lớn lên đã thấy rồi. À, hỏi lại ông cố, ông nội thì mấy ông cũng nói là tao lớn lên đây 90 tuổi tao cũng thấy miếu rồi. Không biết có từ thời nào. Thì sau này học sử thì chắc mấy cái bản rồi thì chắc thời Trần Đức. Thì đa số ở đây miếu các nơi cũng thấy cái thời điểm đó, nhưng mà mình chỉ đoán thôi chứ còn thực ra thì không biết chính xác là lúc nào. Tới năm 72 thì dân làng mới trùng tu lại, cũng làm đơn giản không có, nhưng mà sửa sang lại năm 72. Lúc đó thì ngôi miếu này cũng có sự tín ngưỡng của người Chăm. Chăm và Việt cùng tín ngưỡng, cho nên nhờ đó cái sự đóng góp của hai Việt và Chăm là mới hình thành được ngôi miếu. Tổng thể các công trình kiến trúc đền thờ Thiên Iena tọa lạc trên mặt bằng cao ráo và rộng rãi. Các hạng mục của đền được tôn tạo khá trang nghiêm, bề thế, giống như một số ngôi đền, đền thờ của người Việt nằm rải rác khắp các huyện trong tỉnh Bình Thuận. Một ngôi đền Thánh Mẫu bao giờ cũng chú trọng đến vấn đề phong thủy. Vì mang yếu tố nữ, cho nên việc lập đền đài miếu mộ thường kiến lập bên dòng nước, cạnh một con sông cửa biển, con suối, hồ ao. Đền Thiên Iana nằm trên con đường đất đỏ rộng dẫn vào cánh đồng lúa thôn Bình Liêm và cách quốc lộ 1A khoảng 500m về hướng Tây. Đền tọa lạc trên khuôn viên đất cao ráo với diện tích khoảng 1.600m2, có tường rào bao bọc khá tôn nghiêm. Xung quanh là đồng lúa, tạo nên khung cảnh thông thoáng mát mẻ và yên tĩnh, thích hợp làm nơi thờ cúng. Hướng chính của đền thờ nhìn về phía đông hơi lệch sang bắc. Bên tay phải của ngôi đền miếu là dòng sông lũy uốn lượn, cũng chính là bến sông mà bà đã giáng trần nhập vào khúc gỗ trầm hương trôi về đây. Xét trên phương diện kiến trúc, các hạng mục chính đã bị thay đổi rất nhiều so với thuở ban đầu tạo dựng. Theo nhân dân địa phương, một số tư liệu lịch sử còn lưu lại tại đền thờ và theo Đại Nam Nhất Thống Chí, đền thờ Thiên Iana vào đầu thế kỷ thứ 19 là một ngôi đền rất lớn, trang nghiêm, nổi tiếng, được nhiều người biết đến và đầu đời vua Gia Long đặt một viên thờ tự. Tuy nhiên đến thời kỳ kháng chiến chống Pháp, do sợ thực dân biến chùa miếu thành đồn bốt, bởi vị thế đắc địa của ngôi cổ miếu Thiên Y này có thể bao quát cả vùng giao thông quan trọng. Do vậy, nhân dân địa phương đã thống nhất thỉnh tượng bà đặt tại cổng Tam Quan và hủy miếu. Các văn tự về sự hình thành và các sắc phong qua các đời vua nhà Nguyễn cũng đã thất lạc trong giai đoạn này. Tại đền thờ Thiên Iana còn lưu giữ một số di vật có giá trị lịch sử văn hóa, nội dung phản ánh nét sinh hoạt văn hóa dân gian của người xưa, và đây cũng là tư liệu lịch sử có giá trị rất quý đối với công tác nghiên cứu lịch sử địa phương ở những thế kỷ trước. Đó là hai bản gỗ khắc chữ Hán dưới thời vua Tự Đức năm Canh Ngọ, ghi lại quá trình tạo dựng đền thờ của các thế hệ cha ông trong bước đầu khai mở đất và hình thành xóm làng. Ngoài ra, ba đoạn hóa thạch gắn bó mật thiết với sự giáng hạ của bà Thiên Y được bà con xem là gỗ trầm hóa đá cũng là vật trấn miếu hiếm có. Như vậy nếu mà xác định cái niên đại mà khúc trầm hương hóa thạch đó thì về mặt khảo cổ học người ta cũng chưa có cái tư liệu để công bố. Thì có lẽ sẽ tiếp tục ở trong tương lai các nhà khảo học sẽ có đi tìm để xác định lại cái niên đại hóa thạch của khúc gỗ trầm. Hiện nay thì vấn đề tín ngưỡng tâm linh của tất cả các di tích này, đặc biệt là ở trên địa bàn của huyện Bắc Bình, thì như vậy là ngoài cái tín ngưỡng văn hóa phi vật thể thì gồm có các lễ vật, các tín ngưỡng nghi thức lễ, rồi thì các làn điệu hát múa chầu văn, rồi tế lễ,
Thì như vậy là khúc trầm hương hóa thạch này bà con người ta rất quý trọng, bởi vì bà con người ta tin đó là thân xác và kể cả phần hồn của bà Thiên Yên Na của những đường gần. Căn cứ vào các nguồn tư liệu ghi lại trong lịch sử, ta có thể xác định niên đại đền thờ Thiên Yên Na được người Chăm tạo dựng khá sớm và sau này được người Kinh tiếp thu, tôn tạo trên cơ sở tín ngưỡng thờ nữ thần Po Inanikan của người Chăm nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Thiên Yên Na hay Po Inanikan đối với người Chăm là một vị thần quan trọng, là vị thần đầu tiên được mời đến trong mỗi lễ nghi, lễ hội. Lễ hội lớn nhất của người Chăm trong năm là KT, chính là một nghi thức lễ dâng lên vị thần Po Inanikan. Truyền thuyết về Thiên Yên Na, hiện thân của bà mẹ xứ sở, cũng như việc tạc tượng và xây dựng đền để thờ cúng được lưu truyền như một quá trình tiếp biến sáng tạo trong giao thoa, tiếp biến giữa hai nền văn hóa của cộng đồng người Chăm và người Việt trong lịch sử. Từ hình tượng Po Inanikan, vị nữ thần được người Chăm tôn kính, ngoài cái cốt lõi là mẹ xứ sở, người dân đã gia tăng màu sắc trong cách xây dựng hình tượng, tên gọi, nội dung thờ tự, cách thực hiện nghi thức lễ để thích nghi với tập tục văn hóa truyền thống của mình. Do xuất phát chung từ nền văn hóa nông nghiệp trên cùng khu vực cư trú, trong mối quan hệ gắn bó từ xa xưa, có điểm xuất phát chung trong tín ngưỡng thờ mẫu, vì thế người dân đã dễ dàng tiếp nhận tín ngưỡng thờ nữ thần Po Inanikan của người Chăm trong đời sống tín ngưỡng văn hóa dân gian khi định cư trên vùng đất của người Chăm đã từng sinh sống. Bà Po Inanikan đó là bà vừa là bà chú xứ của người Chăm, nhưng mà bà mẫu mẹ, bà mẹ đất của người Chăm cũng xuất phát từ một cái niềm tin chung, đó là của con người, đó là cái thờ bà mẹ đất. Các dân tộc đều có các cái tín ngưỡng, ví dụ như là tín ngưỡng về đa thần, tín ngưỡng tô tem giáo, tín ngưỡng bái quả giáo, rồi tín ngưỡng phồn thực, rồi tổ tiên, rồi tín ngưỡng bà mẹ đất. Đó thì cái đó là có nhiều cái dân tộc mà có nhiều tín ngưỡng nó hạn chế dần, ví dụ như mang tính là hồi cái tư duy mà cái trình độ tư duy cái phát triển, ví dụ như tín ngưỡng đa thần thì bây giờ có một cái người ta không làm nữa, và có những cái bây giờ phải bắt buộc phải giữ hoài, phải tồn tại mãi, đó là tín ngưỡng về tổ tiên, tín ngưỡng phồn thực và tín ngưỡng bà mẹ đất. Đó là cái không bao giờ người ta quên hết, bởi vì cái đó là thuộc về dân gian học rồi, mà chính cái bà mẹ này mới sanh ra mọi sinh thực vật ở trên trái đất này, và con người cũng sống qua cũng nhờ cái sinh thực vật đó, cho nên người ta mang mất ơn cái người mà đem tới cho họ cái gì đó là bà mẹ đất. Thì nói chung là vì cái đó là trở thành một nền cái tín ngưỡng chung và cái tâm linh chung. Và từ cái tâm linh chung này người ta không phân biệt, nó không phải là cái dân tộc nào, con người nào, thì đó là con người thì có cái tâm linh rồi, thì như vậy là không có phân biệt cái của ai hết, mà cái đó là cái tâm linh chung. Và cũng từ chỗ đó cho nên đảng ta thường nói là bây giờ đó là cái riêng của từng, cái chung, nhưng mà cái riêng dân tộc thì bây giờ cái đó là cái tự do tín ngưỡng. Niềm tin là hạt nhân của tín ngưỡng mà, cho nên ai tin gì, ai tin là tự do tín ngưỡng và tự do tùy theo người ta. Và chính từ cái đó mà các dân tộc ngày càng gần nhau, qua cái tâm linh này, qua cái tín ngưỡng này càng gần nhau, đoàn cái gắn bó nhau, hiểu nhau, và hiểu nhau đó là cũng là con người chứ ai khác. Từ sự gặp gỡ trong tâm thức của tín ngưỡng thờ mẫu mà bà mẹ xứ sở Thiên Y Po Inanikan đã trở thành biểu tượng tâm linh của các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa trên vùng đất Bình Thuận. Ở nhiều vùng đất khác, với những hóa thân khác nhau, bà mẹ xứ sở Po Inanikan đã đi khắp nơi khai hóa dân chúng, dạy cho mọi người biết đoàn kết thương yêu nhau. Như một nhà nghiên cứu văn hóa đã từng nói, tín ngưỡng là không phân biệt dân tộc. Đó chính là chỗ dựa tinh thần của con người mà mỗi dân tộc đều có quyền tìm cho mình chỗ dựa vững chắc ấy. Chương trình Văn hóa dân tộc kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.